Bắt cá chạy trốn. Đói quá đi mất. Nắng hạn kéo dài làm khu rừng này chẳng còn cái gì để ăn. Biết đi đâu kiếm ăn bây giờ. Có lẽ mình phải liều một phen. Kia rồi, ruộng khoai mới ngon làm sao. Phải nhanh tay mới được, kẻo người đến thì chết. Thôi chết, người đến rồi, làm thế nào bây giờ? Mình vừa thấy lùm cây chỗ này động đậy cơ mà. À ha, nó cũng mới chết đây bà, người còn ấm lắm, tối lại có mồi ngon để nhậu rồi. Phải tìm thời cơ trốn thoát mới được. Chè xanh đây, chè xanh hảo hạng đây. Làm cốc chè cho mát ruột đã. Hả? Nó còn sống sao? Thì ra mày... Con này tinh ranh thật, dám lừa cả mình chứ. Lần sau tao mà còn gặp mày thì... Hôm trước xui quá, suýt nữa thì bị lão chủ ruộng tóm được. Lần này mình phải cẩn thận hơn mới được. Đình mấy hôm cuối cùng cũng bắt được mày. Dám đến ruộng của ta ăn trộm khoai lại còn giả chết lừa ta. Lần này xem mày thoát được không. Ở yên trong đây nhé. Ngày mai có dỗ ta làm thịt mày. Không được rồi, có hòn đá đè lên trên thế này, mình không thể thoát được. Chẳng lẽ chịu chết ở đây sao? Cá ạ. Nghĩ ra rồi. Ê, cá ơi, anh thỏ, anh gọi tôi đó hả? Anh biết tin gì chưa? Anh sắp bị lên thớt rồi đấy. Là sao? Tôi vừa nghe chủ nhà nói, ngày mai họ có dỗ, họ sẽ làm thịt anh. Trời, họ sẽ làm thịt tôi hả? Làm thế nào bây giờ? Nếu không muốn bị làm thịt thì anh hãy vùng vẫy thật mạnh vào, cố thoát ra khỏi chậu mà trường ra ao. Cái gì đổ thế nhỉ? Thoát rồi. Con cá. Thôi chết. Con thỏ. Trời ơi là trời, sao mình lại mở cái nơm ra nhỉ? Thỏ mất đàn thỏ, cá lặn đàn cá, rõ là ngu quá. Cảm ơn anh cá nha. Chuyện tình thần Cupid và nàng Shiji. Thần thoại Hy Lạp kể lại thuở xa xưa, khi con người và các vị thần còn sống chung một cõi, ở một vương quốc nọ, có vị vua sinh hạ được ba nàng công chúa xinh đẹp. Nàng Shiji, công chúa Úc, có vẻ đẹp lộng lẫy hơn cả. Vẻ kiêu sa của nàng thách thức cả thần Vệ Nữ, vị thần của sắc đẹp. Đến muôn hoa của đất trời cũng phải nhún nhường trước vẻ đẹp nàng. Nàng ấy còn đẹp hơn cả thần Vệ Nữ. Ôi, nàng chính là hiện thân của sắc đẹp. Kẻ phàm nữ này dám thách thức ta. Thần Vệ Nữ liền cho gọi con trai là thần Cupid với mũi tên ái tình, mang niềm vui hay khổ đau. Vậy là mẹ muốn con bắn tên vào cô công chúa Út đó. Phàm nữ đó đã cướp mất danh tiếng của ta. Con phải khiến nó cả đời yêu kẻ hèn mạt nhất. Ôi, sao lại có một nàng thiếu nữ kiều diễm nhường này? Vậy là chính thần tình yêu đã trúng tiếng sét ái tình với Si Chi. Xem ra Cupid không làm theo lời ta. Đã vậy, kẻ phàm nữ này sẽ phải nhận một lời nguyền. Kể từ đó, chẳng một ai dám đến cầu hôn nàng Si Chi xinh đẹp. Chắc con bé sẽ buồn lắm. Có lẽ chỉ có thần linh mới giúp được nó. Bệ hạ nói phải. Công chúa Si Chi sẽ được gả cho một người vẫn chờ nàng ở trên ngọn núi cao nhất vương quốc.
người này có kỹ năng và vô hình như giấc ngủ. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ để con có được hạnh phúc, mình cũng phải nắm lấy. Chính thần Cupid đã làm lời sấm phá vỡ định mệnh thần vệ nữ giáng lên nàng. Cupid hóa thân thành cơn gió, đưa cung điện nguy nga. Là thật hay ta đang mơ? Lâu đài này chính là của nàng thưa công chúa hiền diệu. Và khi màn đêm buông xuống, chồng nàng sẽ tới. Chồng ta ư? Ta đã làm nàng vất vả rồi. Chàng chính là người vô hình như giấc ngủ đó sao? Chính là ta đây. Hãy để tình yêu của ta sưởi ấm trái tim nàng. Cứ như vậy, Shiji đón nhận số phận lạ lùng. Chỉ có một điều khiến Shiji băn khoăn, đó là tại sao chàng không ở lại với nàng cả ban ngày. Ta phải giấu mình vì ta không thể làm khác được. Hãy tin ở ta. Vậy ít nhất chàng hãy để em gặp mặt các chị gái. Chí ít các chị có thể báo tin với cha mẹ em. Được, ta sẽ nhờ thần gió Zyber mang họ tới. Chứng kiến cuộc sống như nữ thần của em, hai cô chị nổi lòng đố kỵ. Lâu đài rộng lắm, chính em cũng chưa đi hết nữa. Chồng của em đâu nhỉ? Tại sao không ở đây với em? Chàng như giấc ngủ vô hình, em thậm chí chưa được nhìn gương mặt chàng. Ôi, em gái đáng thương. Chị nói thế là sao? Em luôn tin tưởng ở chàng. Lỡ khi chồng em chẳng phải người, cũng chẳng phải thần, mà là một sinh vật kỳ dị nào đó thì sao? Chồng của em không cho em biết mặt, nhưng vẫn có cách nếu em muốn. Hai cô chị đã gieo rắc sự ngờ vực vào tâm trí Sai Chi. Chàng là thần ái tình Cupid. Ôi Sai Chi, nàng đã làm trái lời ta. Em làm chàng bị thương rồi. Chàng ơi, em biết tìm chàng ở nơi nào? Sai Chi đã vượt ngàn dặm tìm đến thần vệ nữ, mẹ của Cupid, cầu mong sự ban ơn, mà không hay biết đó là người gieo rắc bi kịch đời nàng. Thật không ngờ con trai ta lại mù quáng trước kẻ tơi tả, nhem nhuốc như ngươi. Ngươi sẽ gặp lại Cupid nếu đem chiếc hộp này đến gặp thần âm phủ Hades, bảo vợ ông ta gửi cho ta một chút sắc đẹp của mình. Ngươi dám chứ? Con sẽ đi. Nếu không gặp được chàng, khác gì con sống dưới địa ngục đâu chứ. Nhờ từng lời chỉ dẫn tỉ mỉ, Shiji đã trở về an toàn. Nàng tràn đầy hy vọng khi cảm nhận được thần ái tình không hề rời bỏ mình. Nhưng giờ ta xấu xí thế này. À phải rồi, ta phải mở chiếc hộp đựng sắc đẹp này. Shiji không thể ngờ được rằng chiếc hộp chứa làn khói đen khiến con người chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Chàng đã không bỏ em. Bấy lâu chàng luôn dõi theo em. Thật may ta đã cầu xin được thần giới khuyên mẹ ta. Cuối cùng mẹ ta cũng đã nhượng bộ rồi. Thần giới giúp nàng Chi trở thành một nữ thần bất tử, sánh bước bên thần Cupid. Kể từ đó, không ai có thể chia lìa đôi uyên ương ấy. Cô nàng đỏng đảnh. Em đã bảo là không mà. Bao giờ em mới đồng ý làm bạn gái của anh chứ? Chưa biết. Thôi anh về đi, em không nhận hoa của anh đâu. Ơ kìa, Ngọc. Này, sao mày cứ làm tình làm tội anh hùng mãi thế? Đến giờ này mà mày vẫn không nhận lời tỏ tình của anh ấy là sao? Ơ, thì chưa đến lúc nên tao chưa đồng ý thôi. Tao thấy ông ấy thật lòng với mày thế còn gì. Đeo đuổi cả năm trời, hết lòng quan tâm chăm sóc, lại kiên trì tỏ tình 3 lần đều bị mày từ chối, thế mà vẫn không từ bỏ. Giờ kiếm đâu được người như thế? Ơi giàu, 3 lần với 4 lần thì đã là gì? Tao chờ 10 lần mới đồng ý cơ. Mày đúng là yêu ác. Người ta bảo quá tam ba bận. Ông ấy tỏ tình với mày 4 lần rồi. Tao sợ ông ấy chán. Lần này bỏ luôn đấy. Lúc đấy thì đừng có mà hối hận. Dám bỏ ha? Tao thách đấy. Alo? Dạ, vâng, vâng. Sao? Đang chờ điện thoại của ai hả? Chờ gì? Tao có chờ ai đâu. Tao còn lạ gì tính mày nữa. Còn muốn giấu tao hả? Tao mà thèm chờ lão Hùng á. Không nhắn tin, không gọi điện thì thôi. Tao bye bye luôn. Ơ hay, tự mày nhận đấy nhé. Tao có nhắc gì đến anh Hùng đâu. Con khỉ này, không nói với mày nữa. Tao đã cảnh báo rồi mà không nghe. Ai bảo mày chảnh lắm cơ. Có khi nào con Lan nói đúng không?
Một tuần nay ông ấy chả thèm đoái hoài gì đến mình. Chẳng lẽ... Anh Hùng, thôi đừng có khóc nữa. Từ nãy đến giờ tao dọn cho mày biết bao nhiêu khăn giấy rồi đó. Thế mà ông ấy nói yêu tao, vừa bị tao từ chối đã đi với người khác rồi. Đúng là đồ sở khanh. Mày không được nói như thế. Mày từ chối thì ông ấy chả đi với người khác. Lòng kiên nhẫn của người ta cũng có giới hạn chứ. Ông ấy vừa đẹp trai, ga lăng, lại con nhà giàu nữa. Không lẽ cứ ở vậy chờ mày? Mày có phải là bạn tao không? Sao mày lại bên ông ấy? Tao chẳng bên ai cả. Đúng thì thôi, tao đã khuyên mày, nhưng mày đâu có chịu nghe. Chờ thì hối hận rồi đó. Đúng, tao hối hận rồi. Nếu anh ấy tỏ tình một lần nữa, chắc chắn tao sẽ đồng ý. Nhưng mà sẽ không có chuyện đó đâu. Anh ấy có người khác rồi, không còn yêu tao nữa. Thôi nào, biết đâu hai người chỉ là bạn thôi thì sao? Bạn mà lại ôm eo nhau tình cảm thế hả? Thế để tao gọi anh ấy đến giải thích cho mày nha. Đến đây hả? Anh có thể vào được rồi đấy. Chào hai em. Thế này là thế nào? Là thế ấy. Thôi, hai người nói chuyện đi nha. Tao đi chợ đây. Anh đến đây từ khi nào thế? Anh đến một lúc rồi. Thấy Lan bảo có một cô bé đang khóc sưng cả mắt vì anh, nên anh phải đến đây luôn. Sao anh không vào nhà, còn đứng ngoài cửa làm gì? Còn nghe lén tụi em nói chuyện nữa. Anh định vào, nhưng Lan bảo anh cứ đứng đó. Khi nào cô ấy gọi mới được vào mà. Con nhỏ này, đúng là... Giờ anh mới biết là em yêu anh nhiều như thế. Ai thèm yêu anh chứ? Anh đừng có nhận vơ. Sao anh không đi luôn với cô chân dài kia đi? Đến đây làm gì? Cả tuần qua chắc đi với cô ta suốt chứ gì. Đó là em họ của anh, mới ở nước ngoài về. Mọi chuyện không có như em nghĩ đâu. Thật sao? Anh không nói dối em chứ? Anh đã bao giờ nói dối em chưa? Anh xin lỗi, một tuần qua anh đã không liên lạc với em. Anh muốn cả hai thật bình tĩnh để xác nhận lại tình cảm của mình. Anh yêu em thật lòng và cũng muốn được em đáp lại. Nhưng thời gian qua... Anh đừng nói nữa. Thời gian qua em đã đối xử không phải với anh, cũng chỉ vì thói kiêu căng, ích kỷ của em. Đến hôm nay em mới nhận ra là mình đã sai. Sai khi cố tình từ chối một người đàn ông tốt như anh, để anh tổn thương hết lần này đến lần khác. Em xin lỗi. Em nói thật chứ? Vậy lần tỏ tình thứ năm này anh thử đi, biết đâu sẽ thành công. Anh yêu em, em đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Dạ. Hơn cả đồng nghiệp. Đôi bạn thân, hôm nay các con ăn gì? Từ tháng sau Mai Phương được thăng chức cái thúy tha hồ thơm lây. Ừ, thân thế cơ mà, kiểu gì chả ưu tiên bạn mình. Bạn tớ giỏi quá, mới vào làm 3 năm đã được giữ chức quyền trưởng phòng. Hôm nay mình phải đi chúc mừng thật hoành tráng nhé. Ăn đi, tớ mới là quyền trưởng phòng thôi mà, làm không tốt là bị giáng chức như chơi. Cả phòng nộp kế hoạch quảng bá cho sản phẩm thẻ mới của ngân hàng nhé. Hạn chót là 5 giờ chiều nay. Đây là kế hoạch của tớ, cậu xem nhé. Trông cái Thúy tự tin chưa kìa. Kế hoạch lần này chị Thanh đã làm rất tốt, phòng mình sẽ triển khai theo ngay hôm nay. Phương sẽ chia mọi người thành hai nhóm. Một nhóm sẽ phụ trách khối công thức, một nhóm phụ trách khối học sinh sinh viên. Ăn thôi, đến giờ rồi. Ôi, bọn chị ngồi cùng nhé. Hoa hồng tỉ muội, cậu vẫn thích này. Hết giờ đi ăn ốc nhé. Cả phòng mình chuẩn bị họp nhé. Để tiện cho việc triển khai kế hoạch, từ nay chị Thanh và bạn Hồng sẽ làm nhóm trưởng, chịu trách nhiệm, tổng hợp và báo cáo công việc nhóm mình cho Phương. Mong mọi người sẽ hợp tác tốt để chiến dịch lần này thành công nhé. Nhất định rồi. Bạn có biết phòng marketing ở tầng mấy không? Bạn thực tập ở phòng marketing hả? Mình là Thúy, cũng thực tập ở phòng đó đấy.
chúng mình được vào chính thức rồi. Ốc thôi cậu ơi, để hôm khác nhé, hôm nay chắc mình không đi được nữa. Thúy, cậu giận tớ hả? Cậu có gì mà phải giận chứ. Thúy, tớ thật sự đã rất công tâm. Người ta bảo chỉ có tình bạn khi còn ngồi trên ghế nhà trường mới là tình bạn chân thật, quả không sai. Cậu đã công tâm sao? Không phải cậu sợ mọi người nói mình thiên vị nên mới thẳng tay loại các kế hoạch của tớ? Chị Lam đã làm tốt hơn cậu, lần đó kế hoạch của cậu còn nhiều thiếu sót. Vậy còn vị trí nhóm trưởng thì sao? Cậu có công tâm không? Thúy à, cậu là một người rất sáng tạo, nhưng mà chị Thanh và Hồng có nhiều kinh nghiệm, điều này rất cần cho vị trí trưởng nhóm. Kinh nghiệm? Phải rồi, tớ ít kinh nghiệm, vậy mà tớ lại vào đây cùng đợt với trưởng phòng truyền thông cơ đấy. Thúy, tình bạn của tụi mình sẽ không thay đổi, cậu làm ơn lý trí một chút. Hãy rạch ròi công việc và tình cảm được không? Được, vậy chúng mình đơn giản là đồng nghiệp, được chưa? Đi biển về rồi hả? Lặn sâu quá đấy. Mời mọi người ăn quà du lịch nhé. Đi rửa hoa quả để liên hoan nào. Cậu, sao cậu, cậu tính nghỉ việc hả? Ừ, công ty xa quá, ngày nào cũng đi đi về về, tớ thấy mệt rồi. Đấy không phải là nguyên nhân thực sự. Suốt 3 năm qua, chưa bao giờ cậu than phiền về việc này cả. Tớ đã quyết định rồi, không thay đổi được nữa. Tớ phải làm việc đây, còn nhiều thứ phải bàn giao lắm. Nếu là vì tớ, thì xin cậu đừng có làm vậy Phương. Mấy ngày rồi, tớ đã suy nghĩ về những điều cậu nói. Tớ thật sự đã sai rồi, xin lỗi cậu. Thúy à, cảm ơn cậu đã hiểu cho. Tớ biết là người ta không thể đồng thời có nhiều thứ một lúc. Để có được vị trí cao trong công việc, đôi khi là áp lực và sự cô đơn. Nhưng tớ không muốn mất cậu, người bạn tốt của tớ. Không mà, lúc đấy tớ nóng lên nói vậy, tớ cũng không muốn mất cậu đâu. Mà cậu đừng có tự tin sớm quá như vậy. Cậu mới là quyền trưởng phòng thôi mà. Bây giờ tớ sẽ tập trung cao độ để làm việc. Cậu cẩn thận đó, không sẽ mất chức vào tay tớ đấy. Ừ, cùng cố gắng nhé. Hãy ghi nhớ người phục vụ cho bạn. Chú ơi, đánh giày không ạ? À? Không. Ông ơi, ông đánh giày đi ạ. À? Thằng bé khôi ngô quá mà có vẻ lễ phép, chắc gia cảnh có vấn đề. Giày của mình vẫn còn bóng, nhưng thôi, mình giúp cậu bé vậy. Bao nhiêu tiền một đôi thế? Chỉ 10.000 thôi ạ. Ừ, được rồi, đánh cho ông đôi này. Nhà cháu ở đâu? Dạ, cháu không có nhà. Sao lại không có? Dạ, ba mẹ cháu mất sớm, ban ngày cháu đi đánh giày, còn tối cháu ngủ ở nhà trọ ạ. Vậy sao? Ông ơi, giày của ông đây ạ. Ừ, 10.000 hả cháu? Chờ ông chút nghe. Sao ông đưa cho cháu nhiều tiền vậy? Chỉ cần 10.000 thôi mà. Số tiền thừa ông cho cháu, cháu cứ nhận lấy, rồi vào mà ăn kem cho đỡ khát. Cháu cảm ơn ông nhiều ạ. À. Ồ, không có chi. Chị ơi, cho 2 suất kem sô-cô-la. Dạ, có ngay. Cô ơi, dọn hộ bàn này với. Dạ, dạ thưa quý khách. Cô ơi, cho cháu tính tiền bàn này.
Dạ. Cháu dùng gì? Kèm trái cây bao nhiêu tiền vậy cô? 30.000 cháu ạ. Mình còn đúng 30.000. Ăn kèm hết thì đến tối nhịn đói à? Không được. Cô phục vụ ơi, chị phục vụ đâu rồi? Có tôi đây. Vậy một ly kem bình thường bao nhiêu tiền ạ? 15.000 cháu ạ. Vẫn đắt, gần hai đôi giày của mình. Nhưng... Nào, nhanh lên cháu. Vậy, cô cho cháu một ly kem bình thường thôi ạ. Rồi, chờ cô một lát nhé. Cô phục vụ này khá chu đáo. Ở nơi khác, chắc họ chẳng thèm để ý đến mình. Kem của cháu đây. Cô ấy khá vất vả, mà công nhận cô ấy nhanh nhẹn thật. Cô ơi, cho cháu tính tiền bàn này. Của cháu 15.000. Dạ, đây ạ. À, đợi chút, cô sẽ trả lại cháu tiền thừa nhé. Tiền thừa của cháu đây. Dạ, cháu cảm ơn cô. Cô ơi, cho cháu hai ly kem trái cây. Dạ, có ngay. Thằng bé này hay thật. Đã không có tiền lại còn... Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.